Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến một tập khác của MAD. Hôm nay là lần đầu tiên Matt sẽ làm remote call với lại bạn Trà Giang ở bên Đức. Trước khi mình vào chương trình, Trà Giang có thể nói cho mọi người biết một chút về Trà Giang, một chút về công việc của Trà Giang được không? Em là Trà Giang, em đang sống và làm việc tại Hamburg, Đức. Em hiện vẫn là sinh viên ngành Communication Design. Em là co-founder của First Stick Studio. Đồng thời em cũng đang làm working student của Peter Schmidt Group, là một design agency ở Hamburg. Song song thì em vẫn làm freelance. Cái nào là nó chiếm nhiều thời gian của Trà Giang nhất ta? Việc đi học, việc freelance, Few Stick hay là Peter Schmidt? Em ưu tiên việc đi học nhất, việc update bản thân nhất, tại vì em vẫn đang trong thời gian sinh viên đó, nên là em vẫn muốn dành nhiều thời gian để cập nhật và hoàn thành cái chương trình đại học của em. Song song đấy là tiếp theo là First Stick. Sau đấy mới là Peter Schmidt Group, tại vì dưới hình thức là mình làm thêm dạng sinh viên thì em chỉ phải làm 20 tiếng một tuần với các agency thôi. Tại sao hôm nay Tuân mời Trà Giang lên chương trình MAD? Là vì cứ mỗi lần mà Tuân sẽ tung ra một cái bài post hỏi là Tuân nên interview người nào trong cái giới design hay giới sáng tạo, thì cái tên Few Stick và cái tên Trà Giang, Gideon, nó cứ nổi 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 lên. Cho nên là thực ra trước đó thì Tuân đã biết tới Trà Giang với Few Stick rồi. Thì khi mà nghe nói mấy bạn cũng có nhu cầu muốn nói chuyện với Trà Giang thì Tuân reach out. Trà Giang đến Đức khi nào vậy ta? Em qua Đức. Em đến Đức từ 2017. 2017 thì thật ra là nếu mà em đi Mỹ hay là đi Singapore, ngày xưa em định là đi Mỹ hoặc đi Singapore, đi những cái nước nói tiếng Anh ấy, thì chương trình đại học sẽ rất là nhanh, chỉ 3 năm thôi, sau một cái là học đại học luôn, học 3 năm là xong. Nhưng mà vì em chọn đi Đức nên là em sẽ phải học tiếng Đức và học văn hóa, những cái môn như là lịch sử, chính trị, xã hội. Và em phải thi tất cả những cái đấy bằng tiếng Đức. Xong rồi có C1 thì em sẽ vào học đại học. Thì đấy là lý do mà em sang từ 2017. Và bây giờ em, sau năm là em đã hoàn thành chương trình đại học, nên là nó khá là lâu một chút. Tại sao em lại chọn Đức mà không chọn Singapore hay là Mỹ? Nó có một cái rất là thực tế. Đấy là em nghiên cứu những cái chính sách cho du học sinh từ thời 2017. Thì lúc đấy Mỹ về Singapore mình có thể xin học bổng được, Fulbright, mình sẽ cố xin Fulbright nhưng rất là khó. Và cái ngành Communication Design thì em cũng nghiên cứu, nó cũng không có quá nhiều những cái suất học bổng cho sinh viên. Nhưng mà em nghiên cứu được ở Đức thì là nếu mà mình chịu khó thi được những cái đầu vào của những cái trường đại học ở Đức thì nó sẽ free, hoàn toàn học phí. Hiện tại em đang học free luôn, và em cũng cân nhắc là học Master cũng free luôn. Nên là why not. Và tiếp theo nữa là em rất thích cái Bauhaus. Em nghĩ là ai cũng sẽ biết Bauhaus. Hiện tại thì những cái trường đại học ở Việt Nam như ở Mỹ thuật công nghiệp ở bên ngoài Hà Nội, hay là những cái trường đại học mới, kể cả họ update những cái về ngành thiết kế đồ họa ấy, thì họ cũng có lấy cái gọi là tiếng Việt là gì ta? Nó là kiểu đồ án để dạy về thiết kế đồ họa based từ cái chương trình của Bauhaus từ ở Đức. Thì em thấy đấy là một cái base rất là vững để em học về thiết kế. Trước khi du học ở Đức thì em ở Việt Nam học trường nào? Và có làm việc ở đâu không? Em em cũng may mắn là được đi làm intern từ sớm. Thì em đi làm ở bên BNA ở Việt Nam, là một một cái startup rất là nhỏ, team lúc đấy là dưới 10 người. Thì anh art director là trước là làm ở Richard Moore Associates. Thì và em cũng đi học mỹ thuật công nghiệp ở Việt Nam, học được một kỳ. Sau đó em được học bổng, em vào học tại vì em thi, lúc em thi đầu vào thì điểm ok, em lại được học bổng. Thế là em lại học cả Arena. Em lúc nào cũng kiểu làm ba thứ một lúc ấy. Thì lúc đấy em học mỹ thuật công nghiệp, xong lại học Arena, xong lại đi làm intern, ba cái cùng một lúc. Sau đó thì em đi Đức. Sau khi học xong hoặc là học master xong, em có ý định về Việt Nam không? Em nghĩ là cái plan về Việt Nam đối với em nó là một cái gì rất chắc chắn ấy. Em biết chắc chắn là em muốn làm một cái gì đấy ở Việt Nam. Em muốn quay trở về Việt Nam làm việc.
Nhưng mà cái đấy sẽ là một cái plan rất là dài, nó là long term, chắc chắn em sẽ quay về. Nhưng mà hiện tại thì em vẫn muốn update hơn về kinh nghiệm làm việc và kiến thức. Thì trước mắt với em là master degree, sau đó là làm việc và thực tập ở châu Âu, hoặc là em cũng muốn thử thách bản thân ở thị trường của Mỹ. Ừ. Vậy còn Fustic là ở đâu trong cái bài toán đó? Là lúc nào em đi đâu em cũng vẫn có thể làm trong Fustic không? Dạ đúng rồi, tại vì Fustic như anh thấy là cái base của Fustic là ngay từ ban đầu bọn em đã không ở cùng một chỗ. Bọn em co-founder cái studio là từ những cái bạn, đợt đấy là Hải Doãn ở Việt Nam, xong Hải Doãn gặp em, sau đó là Trung, Nam Lê, Hiếu Vũ, tất cả mọi người ở Mỹ, mọi người chưa bao giờ gặp nhau đủ cùng một lúc ấy. Mọi người đã có thể làm việc với nhau hơn 4 năm thì em nghĩ cái vấn đề mà em ở xa Việt Nam hiện tại nó không ảnh hưởng đến cái workflow mà em làm việc với Fustic. Tại vì bọn em đã có một cái workflow ngay từ đầu là remote rồi. Fustic có leader không? Có ai là kiểu đứng đầu? Dưới góc nhìn của anh Tuân thì anh nghĩ là ai ai đứng đầu? Là tùy mảng. Về mặt art direction thì anh nghĩ Trà Giang. Về mặt animation thì chắc là Hiếu hoặc là bạn Hải thì làm 3D hả? Anh nghĩ là tùy mảng thì sẽ có một người nào đó lead, có đúng không ta? Dạ đúng rồi, nó sẽ tùy vào project. Trung Trung rất là giỏi về composition, Trung rất là giỏi, thật ra Trung cũng rất là giỏi về 3D với cả motion design. Có nhiều project Trung cũng là lead, có một vài project thì Hiếu Vũ cũng là lead, có một vài project Hải Doãn là lead. Xong rồi em đang làm việc với Nam Lê thì thi thoảng Nam Lê cũng làm lead. Thì bọn em sẽ flexible, tại vì cái mô hình art collective thì rất khó để nói là một người là art director cố định. Thì em thấy là đấy là cái rất là thú vị, tại vì mỗi người có một điểm mạnh riêng. Em không thể nào mà giỏi motion design bằng Hiếu Vũ được. Nhưng mà tất nhiên nếu mình làm việc với cả một cái project nó cần nhiều art direction, nó cần về typography, về graphic design thì em có thể direct được. Về ai là kế toán Mà trong bài toán kế toán thì rất may là bọn em sau khi mà bọn em scale hơn 5 người, bây giờ bọn em có 10 người rồi, thì bọn em cũng bắt đầu phải cân nhắc về vấn đề business, và em không còn là một cái team chỉ là yay chúng mình sẽ làm art, chúng mình sẽ làm với client này client khác. Bọn em bắt đầu là phải có kế toán. Thì thật ra Hải Doãn là kế toán của team. Hải Hải Doãn và một bạn là Chantel Đào, là hai người đấy. Mọi người ở khắp nơi trên thế giới thì mọi người sẽ nhận tiền nào? Tiền Đức, tiền Mỹ, tiền Việt Nam hay là tiền crypto, tiền ảo? Bọn em nhận thanh toán bằng tất cả hình thức. Em có thể giải thích cho mấy bạn thính giả NFT là gì không? Em sẽ cố gắng giải thích bằng những cái ví dụ nó đơn giản nhất. Tại vì nếu mà mọi người search Google, mọi người sẽ thấy non-fungible token nghe nó rất là trừu tượng. Thì NFT là viết tắt của non-fungible tokens. Đấy là mọi người có thể hiểu là NFT là kết hợp giữa một sản phẩm digital, nó có thể là bất cứ một thứ gì từ tranh ảnh, nhạc, video, bất cứ thứ gì mà mọi người có thể nghĩ là nó tồn tại trong môi trường kỹ thuật số được, và kết hợp với công nghệ blockchain để tạo ra một cái mã code duy nhất trong hệ thống blockchain để confirm là, để xác nhận là đấy là cái đấy có giá trị ở trên cái blockchain. Thì nó giống như là tại sao Bitcoin hay là Ethereum hay là Dogecoin nó có giá trị, tại vì nó có một đoạn mã ở trên blockchain và nó confirm là có bao nhiêu cái đồng đấy. Và NFT cũng như thế, nhưng mà NFT không giống với crypto, tại vì NFT không mua bán theo dưới dạng là ví dụ một Dogecoin thì mua được một miếng pizza maybe,
Nhưng mà một cái NFT thì sẽ không đổi ra như thế được. NFT nó giống như kiểu là một cái sản phẩm digital hơn, nó là sản phẩm chứ nó không phải đơn vị tiền tệ. Thì mọi người sẽ tách được là à, mọi người hiểu về tiền ảo, nhưng mà mọi người cũng sẽ hiểu về NFT giống như là một cái ứng dụng mới của blockchain sử dụng tiền ảo để mua NFT. Ví dụ em gửi cho anh Tuân một cái ảnh qua WhatsApp, thì cái ảnh ở trong điện thoại em sẽ là một bản copy nhá, là trong gallery của em đã là một bản copy rồi, em đăng lên trên WhatsApp. WhatsApp phải giữ lại một bản, sau đó em gửi cho anh, thì cái bên WhatsApp của anh giữ lại một bản. Sau đó anh Tuân lưu về một bản vào trong photo của anh, thì nó là một bản copy nữa. Tổng cộng cái quá trình mà em muốn gửi cho anh Tuân một cái ảnh ấy, của một con chó con chẳng hạn, nó đã tạo thành 4 bản copy. Thành ra nó không có giá trị độc quyền trong môi trường kỹ thuật số. Và đấy là cái point mà NFT nhìn thấy cái point đấy và nó ra đời. Thì trong cái môi trường blockchain, ví dụ khi mà anh Tuân mua cái art của em, thì trong môi trường blockchain đấy nó sẽ chuyển cái mã code đấy từ ví của em, từ địa chỉ ví của em sang địa chỉ ví của anh. Và nó không có một bản copy nào hết, và nó chỉ có một bản duy nhất. Thì đấy là cách giải thích dễ hiểu nhất của NFT. Có một cái bạn khá thú vị với NFT nữa là cái smart contract ở dưới NFT, nếu mà em bán cái mã code đó cho anh, bây giờ anh sở hữu nó, anh bán cái mã code đó cho một người khác, thì thực ra mình có thể viết trong cái smart contract là em được một cái phần trăm của cái sale đó, và anh được phần trăm của cái sale đó, thì cái bản quyền nó không bao giờ mất. Đúng rồi. Cái người original sẽ lúc nào cũng có thể lấy được một phần nào đó, của một phần nào đó, của một phần nào đó. Thì anh thấy cái đó cũng khá là interesting về NFT. Tại sao Fewstick bắt đầu explore cái mảng NFT? Thì bọn em có viết trong cái phần giới thiệu về studio, đấy là bọn em là Future Forward Studio, có nghĩa là bọn em luôn hướng đến những cái nói về tương lai. Thì bọn em nghĩ là NFT là một cái mảng sáng tạo ứng dụng công nghệ mới, thì bọn em nên tiếp cận và bọn em nên thử. Cái việc mình thử và cái việc mình đầu tư nó cũng gần giống như nhau. Đối với bọn em, thử và đầu tư làm hết sức mình ấy, nó sẽ giúp bọn em đạt được những thứ bọn em không mong đợi, không ngờ trước được. Có nghĩa là bọn em không có expect là bọn em sẽ kiếm được tiền từ NFT, hay là bọn em sẽ làm được một cái gì đấy nó quy mô được như là CryptoPunk hay là Apes hay là những cái collection khác ở trong NFT. Nhưng bọn em muốn thử để biết được là tại sao mọi người lại đang kiểu chú ý đến nó, và nó có những cái potential gì. Mình có thể ứng dụng những cái mà mình đang làm cho khách hàng bình thường, cho những cái project dự án bình thường, vào trong NFT được không, và ngược lại. Thì bọn em luôn luôn muốn thử những cái mới. Đấy là lý do mà bọn em enter NFT. Nói về việc đầu tư công sức của mình cũng như đầu tư tiền bạc và thời gian hả? Thì người mình có số giới hạn rồi không? Mình chỉ có 24 tiếng trong một ngày. Thì làm sao để mình biết được những cái gì gọi là tương lai và những cái gì gọi là hype? Ví dụ như NFT đi. Em đầu tư vào công sức em vào NFT đồng nghĩa với việc em không có đầu tư vào việc khác. Em có cách nào để phân biệt cái gì là hype, cái gì sẽ là tương lai của ngành thiết kế hay ngành sáng tạo? Em nghĩ cái mốc giữa hype với tương lai nó sẽ khác biệt ở chỗ là cái công nghệ đấy hay là cái mô hình đấy nó có last long với thời gian hay không, nó có tồn tại dài theo thời gian hay không. Thì nó sẽ chỉ chứng minh được khi mà nó đã tồn tại dài theo thời gian. Đối với em bây giờ, anh có thể hoàn toàn mua artwork bằng mấy chục đô, anh cũng có thể mua một cái artwork ở trên blockchain rồi, nó không còn quá đắt đỏ nữa. Và khi cái giá nó đã kiểu được kéo về gần với cả mức giá trung bình hơn, thì em nghĩ nó không phải là quá là hype. Nhưng mà tất nhiên tại vì nó mới, nó vẫn còn khá mới, nên là cái việc mình nghĩ nó hype sẽ là còn. Nhưng mà em nghĩ là giống như internet thôi, ngày xưa khi internet mới xuất hiện thì cũng có rất nhiều nhà đài kiểu làm meme về những cái đường link www ấy. Hồi đấy mọi người ai cũng nghĩ là internet là một cái gì đấy hype đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì nó ở đấy và nó cứ phát triển thôi, và nó phát triển rất nhiều thứ liên quan đến internet. Thì em nghĩ NFT cũng thế.
nó mới xuất hiện, nó hype, nó có nhiều tranh cãi, và sau đó thì nó cứ ở đấy thôi. Thay qua cái việc công nghệ và graphic đi, graphic design là một cái gì đó nó tồn tại, you know, khá rất là lâu. Thì cứ mỗi lần mà có một cái làn công nghệ mới, nó sẽ introduce một cái discipline mới vào trong cái ngành graphic design của mình. Anh ví dụ như graphic design cộng với lại software, khi mà software ra đi, graphic design cộng với 3D, graphic design cộng với motion, graphic design cộng với interactive media này nọ. Thì em nghĩ sau này graphic design nó sẽ gặp những cái luồng gió khác nào nữa, và nó sẽ biến đổi graphic design như thế nào nữa. Anh cảm thấy Fustic rất là forward, nên là work của mọi người nó bao gồm graphic design, nhưng mà nó bao gồm motion, rồi 3D, rồi gần đây nữa thì là mấy cái mọi người làm trên NFT. Thì em nghĩ trong tương lai nó sẽ có những cái nào nữa? Những cái thay đổi trong graphic design nó sẽ đi cùng với tool. Thì anh có thể thấy là, lấy một cái ví dụ sơ khai nhất là Adobe họ update cái bộ tools của họ mỗi năm, xong rồi mỗi cái keynote mỗi năm lại thấy là wow, update rất là nhiều cái mới. Tất nhiên là cũng có nhiều cái phần mềm của Adobe cũng hơi không update nhanh, nhưng mà nhìn chung là mọi người có thể thấy là càng ngày cái tool nó càng phát triển thì designer càng phải thay đổi cái cách mọi người thiết kế. Em nghĩ bây giờ cái việc thiết kế nó không còn dừng lại ở cái mức độ là mình chăm chút tỉ mẩn vào làm một cái artwork cho đẹp nữa, mà mình phải thinking kiểu system ấy, kiểu generative ra, thì suy nghĩ thiên về phương pháp hơn là về bản chất mỗi một cái artwork. Thì em nghĩ là càng về sau, cái hướng mà em nghĩ là nó rất tiềm năng đấy là càng ngày mọi người sẽ càng kết hợp coding với visual, motion hay là 3D hay là virtual reality, nó càng ngày nó càng không thể thiếu rồi. Thì em nghĩ là cái mảng coding và AI nó sẽ áp dụng nhiều hơn vào trong thiết kế. Yeah. Tại vì bản chất là hiện tại em cũng đang làm việc để cho ra generative art. Nó sẽ là tương lai, tại vì càng ngày mọi người càng thấy là những cái tool nó quá là mạnh, nó có nhiều tool họ để sẵn kiểu template, xong rồi hầu như các bạn chỉ cần phải custom những cái template đấy một chút thôi. Càng ngày cái template nó càng mạnh ý, em thấy thế. Và cái việc mà mình sắp xếp chữ ở đâu nó về future, em càng cảm thấy cái text đấy nó không quan trọng nữa. Và nó sẽ quan trọng hơn là mình phải nghiên cứu về cái cách mà mình làm việc với những cái tool đấy và kết hợp chúng với nhau và tạo ra một cái workflow làm sao mà mình create được cái art của mình hiệu quả nhất. Thì hiện tại bọn em với cả Nam Lê trong Fustic đang làm việc với một cái dự án cũng liên quan đến NFT, nhưng bọn em đang cố gắng là làm generative art, là làm một lúc là cả nghìn con á. Cái workflow nó không thể nào mà bọn em design từng con một được, bọn em phải kết hợp với AI này, xong với cả coder, người có thể viết được Python, xong rồi thực hiện những cái thao tác mà làm việc với cả nghìn con đấy. Thì em nghĩ là đấy sẽ là cái future. Còn về graphic design truyền thống, đối với em những cái như là design phông chữ hay là design poster hay design website, branding, tất cả những cái đấy vẫn cần con người, vẫn cần những cái suy nghĩ và đưa ra quyết định thiết kế từ con người. Nhưng mà em nghĩ là AI có thể học được cái pattern đấy từ mình. Nên là về lâu về dài thì em nghĩ là học code và học những cái chương trình lập ngôn ngữ lập trình sẽ là cái tương lai của mình. Bây giờ em đang biết ngôn ngữ lập trình nào hoặc là đang học ngôn ngữ lập trình nào? Em đang học JavaScript để làm việc với P5.js. Em đang học của bác Timo, bác này tên là Tim, thì Tim cũng rất là nổi về những cái mảng coding, visual coding. Thì bác ấy cũng có rất là nhiều những cái online course mình có thể tự mua, tự học. Thì em nghĩ là JavaScript thì nó rất là basic ấy. Thì mới hơn thì có Python. Hồi đầu năm đại học thì em cũng có học qua HTML, xong CSS. JavaScript em có từ năm nhất rồi. Xong rồi HTML thì em thấy là học nó thiên về bên web design hơn, mà em thì không qua bên web design. Xong em thấy cái ứng dụng của JavaScript nó kiểu mình có thể
mình có thể làm được nhiều thứ về visual coding với nó. Tại vì em có vừa rồi em có nghe một cái talk của anh tên là Kyu Hashim ở bên Art Center. Thì Kyu Hashim là học trò, cũng là top học trò trong MIT của John Maeda. Thì em thấy wow, kiểu những cái mà anh ấy ứng dụng để làm trong generative art với cả computational design, dịch ra là thiết kế máy học, đúng không ạ? Thiết kế máy học. Em thấy nó rất là em rất cố gắng dịch ra sát nghĩa tiếng Việt là thiết kế máy học à? Computational design. Thì em thấy những cái đấy nó rất là futuristic. Yeah, I know me. Anh mới vừa bắt đầu học JavaScript tuần trước. Anh cảm thấy tại lâu nay anh ở cái vị trí là ví dụ như nếu mà anh muốn làm cái công việc gì đó liên quan đến coding hay JavaScript thì anh sẽ thuê một ai đó hay là anh sẽ hợp tác với một công ty hay hợp tác với một ai đó. Tuy nhiên gần đây để hợp tác với những người đó nó yêu cầu anh phải hiểu cái việc đó hơn một tí. Cho nên là anh phải tự học cái mấy cái này. Thì anh rất đồng ý với em là kiểu AI hay là generative art is gonna be very important cho cái ngành của mình. Em nói về freelance đi, thì anh thấy có rất nhiều người kiểu như rất là mê cái freedom mà freelance đem lại cho mình, phải không? Nhất là mình làm ở trong một cái ngành sáng tạo thì mình được muốn tự do, mình muốn được thoải mái. Thì em thấy cái challenges của freelance là ở đâu? Những cái khó khăn của freelance là ở đâu? Em nghĩ khó khăn nhất của việc làm freelance đấy là kỷ luật. Kỷ luật để mình biết được là mình chỉ nên làm việc tương đấy trong 8 tiếng thôi, mình cũng không nên go overwork. Tại vì mình làm việc cho mình làm việc cho người khác, mình không muốn overwork, thì tại sao mình làm việc cho mình lại overwork, đúng không? Sau đấy là mình phải tự gọi là quản lý khủng hoảng, quản lý những rủi ro và khủng hoảng từ phía khách hàng. Những cái yếu tố rủi ro có thể là họ feedback nhiều hơn dự kiến, hay là họ bị overround, họ kiểu feedback nhiều round hơn là đã thỏa thuận, hay là có rất nhiều những cái biến số trong lúc mà mình làm việc freelance. Thì một bạn freelance, bạn ấy phải vừa là accountant, vừa là project manager, vừa là artist, trong khi ở agency thì đã có những anh chị lâu năm kinh nghiệm để handle những cái việc đấy rồi. Thì cái challenging nhất của freelance em nghĩ là tính kỷ luật và tự quản lý khủng hoảng và rủi ro. Em ở trong một cái vị thế mà anh thấy là nó khá là unique trong cái giới của mình. Và em vừa có studio riêng, em vừa làm ở trong một studio và em vừa freelance. Giống như là em đang đi ba cái đường của một cái người designer bình thường. Bây giờ em có ba cái đó, em thấy cái nào nó ok hơn? Em thấy có một cái studio riêng mình là ok nhất. Nói như kiểu là mình được làm thứ mình muốn và mình có bạn. Còn làm freelance thì mình ok làm bạn với client nhưng mà nó sẽ hơi buồn một chút tại vì mình không có mọi người, không có team. Còn làm trong agency thì em vẫn làm trong agency một thời gian, em nghĩ là sẽ làm trong agency một thời gian dài, tại vì em rất là đề cao cái tính kỷ luật trong sáng tạo. Em nghĩ là càng kỷ luật trong sáng tạo thì sẽ càng dễ sáng tạo. Nó khá là trái chiều là như thế. Thì em không muốn là mình ra trường cái mình tập trung hết vào làm cho team của mình, mà em muốn là đi học từ design agency. Design agency em đang làm là Peter Schmidt Group, là họ cũng là kiểu scale của họ khá là to, 300 người, hơn 300 designer ở Đức. Là cái scale to như thế thì em muốn học được là ok, họ chia team như thế nào, quản lý team như thế nào, điều phối dự án như thế nào, pitching client như thế nào, reach out đến những client lớn như thế nào. Em muốn học được những cái đấy thì em nghĩ em phải đi làm và sẽ phải có tính kỷ luật hơn. 9 to 5 là những cái day job là mình sẽ phải làm quen. Em không thấy có vấn đề gì hết. Em nghĩ là em đang trong một cái độ tuổi mà em phải thử. Và em nghĩ là em hơi tham. Em nghĩ là nếu mà em suggest cho các bạn trẻ khác thì em nghĩ là tập trung làm một thứ một lúc thôi. Còn như em là Em có may mắn là được gặp các bạn first stick từ sớm, thành ra em làm ba thứ một lúc, xem là cái gì phù hợp với mình nhất và cái gì kiểu có lợi và mặt bất lợi đối với bản thân mình khi mà mình làm trong mỗi cái vai trò như thế.
Thì em nghĩ là ở trong First Take thì em có nhiều tiếng nói hơn, em có thể là art director của một cái project, một cái dự án. Nhưng mà khi đi làm agency thì em vẫn là junior designer trong cái agency đấy. Thì em sẽ phải consider bản thân mình là nghe art director nhiều hơn, xong rồi học hỏi từ các senior designer khác. Trong vị trí của freelance thì em lại phải đưa ra rất nhiều quyết định, nhiều hơn cả khi em làm việc với First Take. Thì em nghĩ là cái role em thích nhất vẫn là làm việc với First đứng ở bên ngoài nhìn về thị trường design và sáng tạo ở Việt Nam đi, thì em có những cái cảm nhận nào của cái cộng đồng design mình ở Việt Nam? Em cảm thấy rất là choáng ngợp. Em có thể nói là choáng ngợp tại vì em thấy các bạn ở Việt Nam grow rất là nhanh và kiểu chất lượng cũng cũng đi theo, em phải nói là kiểu nó rất là tiến bộ rất là nhanh và phát triển cũng rất là nhanh ấy. Mọi thứ ở Việt Nam em cảm thấy nó đúng là cái nhịp nó rất là nhanh hơn hơn so với ở ở bên châu Âu em có thể cảm nhận. Thì đặc biệt như là em có follow một vài người ở Việt Nam như là anh Phương Vũ chẳng hạn. Em có follow anh ấy từ từ phải 3 năm trước. Mà em follow cái path của anh ấy, em thấy anh ấy phát triển cũng rất là nhanh và rất là đáng ngưỡng mộ. Nếu mà nhìn về mặt vĩ mô, về chung về cái ngành thiết kế ở Việt Nam thì em thấy nó đang có rất là nhiều đổi mới và nó cũng đối đầu với cả nhiều thách thức. Tại vì khi mà cái nhu cầu và cái thị trường phát triển như thế thì nó cũng đòi hỏi một cái nguồn nhân lực được đào tạo bài bản hơn trong cái ngành của mình. Thì em thấy ở Việt Nam bây giờ cũng về mặt giáo dục, về mặt thiết kế cũng đang đang được update rất là nhiều. Xong rồi các bạn đi du học thì càng ngày sẽ kiểu cái tỷ lệ quay về nước cũng nhiều hơn. Thì em thấy thấy đấy là một cái tín hiệu rất là đáng mừng của ngành của mình ở Việt Nam. Khi nào em định về em mở văn phòng Fieldstick ở Việt Nam? Khi nào mà kiểu cả 5 người sẽ có ở Việt Nam á. Còn đâu hiện tại thì bọn em vẫn đang duy trì cái mô hình remote. Có một cái mà bọn em không ngờ đến đấy là COVID nó xảy ra rất là lâu, lâu đến mức mà kiểu bây giờ các văn phòng ở Việt Nam cũng phải làm remote rồi. Không biết là bên The Lab đã remote chưa? Bọn anh remote từ lần đầu tiên. Rồi sau đó bọn anh có quay về làm việc khoảng mấy tháng rồi sau remote lại. Tổng cộng remote khoảng gần được 6 tháng rồi. Ngắt đoạn, Thì ngắt đoạn. đấy là cái bọn em không ngờ đến là nó kéo dài khá là lâu và nó xảy ra ở Việt Nam cũng lâu đến cái mức mà các studio thiết kế, agency thiết kế mà em biết ở Việt Nam họ cũng phải làm việc remote. Và đấy là cái lúc mà bọn em thấy là ồ, hóa ra mình đã chuẩn bị cho cái viễn cảnh này từ từ trước rồi. Là mình không bị gặp quá là mình không bị khớp khi mà nó xảy ra. Em thấy là cái việc mà First Take sau này phải có một cái văn phòng chung ở Việt Nam nó không phải là điều bắt buộc. Nhưng mà nó sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai tại vì bọn em đều có một cái plan là tập trung ở Việt Nam. Anh nghĩ cái định nghĩa của văn phòng bây giờ nó khác rồi. Anh cũng chưa nghĩ là mọi người sẽ thuê một cái mặt bằng hay gì, nhưng mà Đúng ý rồi. là mọi người sẽ có mặt ở Việt Nam, mọi người sẽ có một cái presence ở Việt Nam. Nó Nhiều ví dụ hơn. như có ai đó muốn vào tuyển vào Fieldstick đi, thì có thể đến một chỗ nào đó hay là biết Fieldstick có ở Sài Gòn ví dụ như vậy để đến mà tuyển. Thì còn về COVID á, thực ra mới đầu anh cũng khá là buồn về việc COVID và nó ảnh hưởng tới rất nhiều thứ, nhưng mà gần đây anh thấy khá là vui với cái việc là nó đã bắt buộc The Lab làm remote và nó cho anh thấy được là team mình vẫn khá là productive mặc dù mọi người mỗi nơi. Ví dụ như anh có senior designer ở Đà Lạt vẫn làm việc rất là ok, hoặc là anh collab với lại bạn ở bên Singapore làm việc cũng rất là ok. Thì trong tương lai anh cảm giác như ai mà muốn làm ở Lab hay là Lab muốn tuyển ai, thực ra họ không cần ở Sài Gòn nữa. Và anh khá vui với cái việc đó. Thì đó là kiểu cách mà nhìn tích cực một tí về về COVID. Em thấy cái đấy cũng là một cái gọi là trong cái rồi có cái may là mình Đúng rồi. có cái cơ hội mình nhìn được là cái việc cơ hội tuyển dụng nó tự do hơn thì thành ra mình sẽ dễ tuyển dụng những cái người phù hợp hơn. Với lại nó cho mình nữa. Ví dụ như mình không muốn làm việc ở văn phòng hôm đó thì vẫn ok, mình có thể làm việc ở nhà.
Cho nên anh thấy thực ra cái này nó là một cái giải thoát của cái ngành của mình. Không có cần phải cắm đầu vào máy, you know, ngày đêm. Với cả cái này em vừa xem xong thì em thấy mọi người có đang nói là vì home office nên là tránh được tắc đường. Wow, cái này là tốt cho thế giới. Cái này là kiểu, đáng lẽ hôm nay á là bọn anh có cái plan là kiểu như anh nấu ăn rồi xong cái mình nói chuyện với nhau để cho khán giả kiểu như không có nhìn hai đứa mình ở trên cái màn hình không. Anh có một cái ý khác là không biết có tiện hay không mà em có thể show mọi người cái home office của em ở ở Đức không? Thật ra là em có một cái khung, cái gọi là một cái không gian như thế này thì dạ em sẽ show mọi người xem. Thật ra chỗ làm việc của em không có gì đặc biệt ngoài rất rất nhiều cây. Từ lúc từ lúc kiểu COVID là em nghĩ là ok, mỗi tháng mình làm một cái cây, thế là bây giờ nó đã hơn một năm rồi. Thế là có được không nhỉ? Cái chỗ làm việc của em thì đây là đây là cái bàn làm việc của em. Thì có em hay để những cái cuốn sách em hay đọc ở chỗ kia, xong rồi có cái iMac. Cái ban công thì em thích ngồi làm việc gần cửa sổ ban công ấy. Không biết là mọi người có bị ồn không? Ở đây có trên cây trồng mấy loại rau cây linh tinh. Trong kia thì ở gần chỗ làm việc của em có một cái chỗ chill. Là chỗ này. Xong rồi có nhiều cây nữa. Xong rồi cửa sổ em lại trồng thêm khá khá cây nữa. Đấy là cái khu làm việc của em thì nó sẽ nhiều cây gần cửa sổ, gần ban công. Xong rồi nếu mà em đang làm việc mà stress quá thì em sẽ ra ngoài ban công nhìn cây, tưới cây. Em đang đọc sách nào trên cái bàn em? Hiện em đang đọc hai cuốn. Thật ra nó không liên quan đến design ạ. Em không đọc quá nhiều sách liên quan đến design đâu. Tại vì em thấy mấy cuốn đấy em thèm mượn thư viện được ấy. Xong rồi sách về design thì nó cứ ra liên tục ấy. Kiểu một studio mới làm một cái dự án gì đấy mới hay là thì đấy là họ cứ in sách ra liên tục ấy. Em cũng không mua quá nhiều quyển iconic của design. Nhưng mà em đang đọc hai cuốn. Một cái là Thinking Fast and Slow của Daniel. Một cuốn là kiểu Never Split the Difference. Cựu FBI. Masterclass. Em rất thích đọc những cái này. Em rất thích đọc mấy cái sách như này. Sách về design thì em cũng đọc. Ngày xưa lúc mới vào nghề thì em hay đọc sách kiểu kiến thức ấy, kiểu sách chuyên ngành học về kiến thức. Xong rồi mấy cuốn của bác Stephen Zuckmeister thì em cũng đọc để kiểu gọi là truyền động lực cho bản thân thế thôi. Còn lại bên lề thì em toàn đọc mấy cuốn kiểu như thế. Hoặc là mấy cuốn như Homo Sapiens, Homo Deus. Cool. Em lâu rồi chưa về Việt Nam phải không? Em 2 năm rồi, từ lúc COVID đến bây giờ. Trước khi mà anh let em go thì em có những cái câu hỏi nào liên quan đến Việt Nam mà anh có thể trả lời cho em? Anh biết em vẫn có liên lạc với mọi người Việt Nam, nhưng có thể anh sẽ offer một góc nhìn nào đó. Ôi, cái này anh Tân lên cho nên cho em biết trước khi mình phỏng vấn ấy, để em chuẩn bị ấy. Rồi thế này thì em phải có một list trước. Em nghĩ là em là người đang ở nước ngoài nên là em sẽ không có những cái nhìn nó được không được những cái insight nó rõ ràng hơn anh. Thì anh có lời khuyên gì cho những cái bạn mà chuẩn bị ở nước ngoài về nước để có thể thích nghi hơn về môi trường sáng tạo ở Việt Nam? Kiểu nó có những cái cơ hội và thử thách gì cho những cái bạn du học sinh khi về nước? Anh nghĩ là tùy theo cái mục đích mấy bạn về. Nếu mấy bạn về để mở studio hay là business á, thì anh khuyên là nên về sớm. Lý do là vì như em nói đó, thị trường mình nó tăng trưởng rất là nhanh. Cho nên là đôi khi mấy bạn mà ví dụ như cái tiềm năng của mấy bạn có thể phát huy ở 2018 mà mấy bạn về 2024 á, thì lúc đó anh không biết xã hội nó đi đâu rồi hay là thị trường nó đi đâu. Cho nên anh khuyên là về sớm và giống như mình sẽ figure it out. Mình không có câu trả lời nhưng mà mình sẽ kiểu trao dồi và mình sẽ kiếm ra đường đi. Về trễ quá anh sợ sẽ không có chỗ cho mình. Cái đó là cái nếu mà về làm business. Còn nếu mà về để đi làm hay này nọ đó, thì anh nghĩ mình sẽ cần adjust cái mục tiêu của mình thôi. Nghĩa là ở Việt Nam vẫn chưa trả lương của nước ngoài đâu. Lương của Mỹ hay là lương của Europe, Việt Nam sẽ chưa trả. Tại vì cái cost of living nó không có cao bằng, right? Cho nên thì mọi người phải adjust cái expectation đó.
Ngoài ra về mặt design scene và cái opportunity để sáng tạo ấy, thực ra anh thấy không có thua gì bên khác ấy. Có nghĩa là ở Sài Gòn em vẫn có thể làm really good work. Ở Germany em vẫn có thể làm really good work. Ở đâu em cũng có thể làm really good work. Thế giới nó phẳng rồi. Cho nên là đừng có ngại là về Việt Nam sẽ không có cơ hội làm những cái việc lớn hay là việc tốt về sáng tạo. Đó. Thì anh nghĩ đó có khoảng ba cái đó mà anh nghĩ mọi người nên look out So cool. for. Em nghĩ là nghe câu trả lời đấy từ anh là chắc là chuẩn nhất. Tại vì anh là một người đã gọi là trải qua nhiều thử thách và thời gian để grow the lab. Thì em thấy anh là người hiểu được thị trường nhất, tại vì anh là người kiểu chủ của business ấy. Không không đơn thuần là đi đi làm cho agency, là anh sẽ có cái nhìn về thị trường nó rộng hơn một chút. Và anh rất mong muốn mọi người về. À đúng rồi, trong trong mắt một người chủ doanh nghiệp như anh thì anh thường chú ý đến những cái yếu tố nào mà anh ưu tiên nhất khi mà anh muốn làm việc với một partner hay là muốn tuyển một bạn? Anh nghĩ là tầm nhìn ấy, có nghĩa là bạn đó có cái world, cái góc nhìn về thế giới như thế nào. Anh ít khi thích ai mà kiểu là kiểu mày mò về design không ấy, có nghĩa là họ chỉ lên Behance suốt ngày rồi coi mấy cái graphic. Anh thấy những người đó thường thường sẽ là không phải là phù hợp cho The Lab. Anh nghĩ sẽ người nào mà ví dụ như là làm design nhưng mà hiểu blockchain là cái gì, hoặc là kiểu làm design nhưng mà thích kiến trúc, hoặc là kiểu thích âm nhạc. Anh thấy những cái người đó sẽ đem lại một cái nguồn năng lượng phong phú cho Lab. Về đối tác cũng vậy thôi, thì bọn anh không kiểu không thích ai mà chỉ làm việc ok, mình sẽ làm website này để mình lấy tiền, bạn nó sẽ hiểu là ok mình làm cái này nó sẽ khác cái này như thế nào, cái tầm nhìn họ nó lớn hơn tí thì anh thấy nó vui hơn. Còn thực ra thị trường Việt Nam mình nó đang tăng trưởng mà có rất nhiều cơ hội làm được tiền, cho nên anh nghĩ là không nhất thiết gì mình phải làm một thứ mà mình không thích, cho nên là anh đang hướng về những thứ mà mình thấy nó bổ ích cho mình với cho cái cộng đồng này. Cool. Also, last question. Nếu mà anh nói trước em câu này chắc em cũng hỏi khá khá đấy. Nhưng mà hiện tại em có 3 câu thôi, thì đã hỏi 2 câu rồi. Còn một câu nữa là hiện tại anh có cuốn sách gối đầu giường gì không? Kiểu có Anh cuốn thì sách nào? anh thì rất thích nấu ăn, cho nên tất cả sách của anh là sách nấu ăn hết. Thì anh đang Cool. đọc cuốn sách nấu ăn Japanese ở nhà. Trước đó thì anh nấu ăn kiểu Denmark, có một cái nhà hàng gì đó nó kiểu number one ở Denmark ấy. Noma hả? Thì vợ của cái anh đầu bếp đó nấu ăn ở nhà ấy. Anh đó nói còn ngon hơn ảnh, thì anh mua cái cuốn sách của vợ anh. Thì dạ anh thích nấu ăn Cool, ok. Em note down rồi, có gì em sẽ thôi. đọc review. Thật ra em cũng không 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 quá chuyên nấu ăn, nhưng mà tại vì Covid ấy nên là ở nhà nhiều hơn, thành ra cũng nấu ăn nhiều hơn. Sau em thấy nấu Yeah, anh ăn recommend cuốn nó đó. Ok, anh nghĩ anh sẽ kết cái chương trình ở đây. Cảm ơn Trà Giang nghe cái podcast. Giờ Thế anh thì sẽ đi nice nấu ăn. evening mọi người. Thank you Trà Giang. Thank you Vesetra. Hãy nghe bản audio của MAD trên Spotify và Apple Podcast. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề, hãy email về mad@vesetra.com.